Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Right On, và hôm nay chúng ta tiếp tục với bài bài số 5, sách bài tập, bài số 5, 5C, Vocabulary, 5C, trong 44 các bạn, trong 44 sách bài tập của chúng ta. Rồi, trong phần này thì liên quan phần từ vựng Travel and Transport, đi lại và giảm phương tiện. Chúng ta hoàn thành cái ô chữ này nha. Cái này là chúng ta có xe điện này, tram, rồi truck là xe tải này, ambulance, ambulance là xe cứu thương, rồi helicopter là máy bay trực thăng, canoe là cano, nghe chưa? Điền vô. Rồi sang cái bài này, nối nối những cái từ vào tạo thành câu. Fire engine là xe cứu hỏa, fire engine, cruise ship tàu thủy, cruise ship, express train tàu hỏa siêu tốc, tàu hỏa tốc hành, express train. Rồi qua cái bài này chúng ta điền những cái từ đó đó, ba từ bên trên vô. Nhá. Do you know, bạn có biết hay không? Rồi ở Alexandria, Ai Cập vào năm 2 trước công nguyên thì họ đã sử dụng cái loại xe cứu hỏa đơn giản để mà dập tắt lửa nhá. Put out là dập tắt. Vậy thì số 4 này chúng ta phải điền từ gì? Fire engine. Sang câu số 5. Cái tàu tốc hành mới giữa Thượng Hải, sân bay Thượng Hải và thành phố Thượng Hải, trung tâm thành phố Thượng Hải, thì có thể đi với tốc độ speed là tốc độ là 431 cây số trên giờ. Ok, quá nhanh luôn. Sang cái câu số 6 là gì? The largest cruise ship, là cái con tàu thủy mà lớn nhất trên thế giới, in the world, tên là Harmony of the Sea. The Harmony of the Sea là giai điệu của biển cả đó. Big enough, đủ lớn để mà chứa, fit là chứa đựng đó. 5.000 là 5.479 guests là hành khách, tức là 5.479 hành khách. Vậy số 1 là fire engine, số 2 là express train, số 3 là cruise ship. Rồi sang cái bài tiếp theo là bài số 3. Bài số 3 trong 44. Chúng ta coi này. Điền chữ điền vô và tức là chọn đáp án đúng và điền chữ còn thiếu vào. New York City, thành phố New York này. If you are visiting New York City, nếu mà bạn đi thăm, nếu bạn đang đi thăm thành phố New York, bạn sẽ có thể bay tới Newark, LaGuardia hoặc là JFK nha. Bay thì phải là fly thôi. Transport link, liên kết, những cái phương tiện liên kết từ những cái sân bay đó đến thành phố thì rất là tốt. Và thậm chí là đi bằng xe buýt cũng sẽ không tốn nhiều, không có tốn nhiều tiền. Ok, customers, one customers. Số 2 là bus, số 1 là fly, số 2 là bus. New York City is on three islands. Thành phố New York nó ở trên ba hòn đảo. And part of the coast, và một phần, và những cái phần của vùng duyên hải. So the city has a good system of ferry. Vì thế nó có, cái thành phố này nó có cái hệ thống phà rất là tốt để mà đưa hành khách, take passenger between them, giữa những cái địa điểm đó. New York is one of the best city. New York còn là một trong những thành phố lớn nhất trên ở Mỹ, thành phố tốt nhất ở Mỹ for public transport, cho những cái phương tiện công cộng. So you don't need to drive a high car. Bạn không cần thiết phải lái một xe ô tô thuê around East Street, đi vòng quanh thành phố. The underground, cái tàu điện ngầm, the underground train system, hệ thống tàu điện ngầm of the New York subway, của cái hệ thống tàu điện ngầm New York rất là excellent, tuyệt vời. You can catch a train, bạn có thể bắt tàu hỏa on the way, trên mọi theo trên các con đường, mọi con đường to the Bronx, tới Bronx in the north, ở phía bắc, or Coney Island in the south, hoặc là cái đảo Coney ở phía nam, in the city that never sleep, ở cái thành phố này không bao giờ ngủ. Ở cái thành phố không bao giờ ngủ này, the transport run 24 hours a day too. Phương tiện nó chạy, nó đi là 24 giờ trên ngày luôn. So you don't have to worry about missing the last bus home. Bạn sẽ không phải lo lắng về việc mà bỏ lỡ chuyến xe bus cuối cùng để về nhà. Vậy là số 1 fly, số 2 là bird, số 3 là take, số 4 là to drive, số 5 là underground, số 6 là train, số 7 là missing. Đó là cái bài 4C vocabulary trang 44 của chúng ta.